đầu mình sẽ uống cà phê trên trên chợ nổi nha. Cái này cà phê sữa đá, khắc ly là khách du lịch 10.000, cà phê sữa thì 15. Ngọt lắm. Uống sữa không phải để đường. Cái này cũng như là chỉ để nước nó sôi hoài, cà phê nó đặc lại, nó ngon, nó sánh lại á. Cao nhất là có 17.000 à, là cà phê sữa đó. Cái giới trẻ hiện tại họ khách hàng thích về hương vị ngọt và béo hơn. Chắc là người miền Tây dễ thương, ngọt ngào nên chắc sẽ uống đồ ngọt. Ở đây là tôi uống rất là ngọt. Bình thường là ngọt so với bình thường. Nếu mà người ta kêu đi cà phê là mình chắc chắn mình sẽ làm cà phê ngọt. Chợ nổi, nổi bật và ấn tượng với cái tên nói lên tất cả. Phiên chợ diễn ra trên sông với những chiếc thuyền nhỏ bán buôn tấp nập. Không chỉ là nơi mua sắm, chợ nổi Cái Răng còn là điểm đến giao lưu văn hóa, cảm nhận sự gắn kết cộng đồng và khám phá thói quen thưởng thức cà phê độc đáo của người miền Tây sông nước. Thức dậy thật sớm đón bình minh, ngắm nhìn các gian thuyền nổi lênh đênh trên sông, rồi thư thả thưởng thức ly cà phê chuẩn gu địa phương trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Ta sẽ hiểu tại sao cà phê bình dị và chân giả như vậy mà ngon là kỳ đến khó tin. À, chị tên Trúc. Ảnh tên Nhân á, ảnh tên anh Nhân á. Lâu rồi em. Ảnh bán ổng không là có 20 năm rồi đó. Tại em gái chị là 17 năm rồi. 17 tuổi rồi là chị đi bán ổng hết ổng 12 năm rồi đó. À, tại vì ảnh bán lúc còn con trai á. Cái vậy là tính 23 năm rồi đó. Tại vì lúc mà anh có chưa có vợ là anh bán dứt mới 4 năm. Giờ anh cưới vợ anh. Giờ anh xong rồi anh gái anh 17 tuổi rồi, tính theo được 12 năm rồi. Cà phê của mình nó khác gì nhiều ở trong cà phê phong hay là cà phê? Cái này cũng như là chỉ để nước nó sôi hoài, cà phê nó đặc lại, nó ngon hơn, nó sánh lại á. Nó ngon hơn cà phê bình thường, nó kẹo hơn á. Nó gọi là cà phê kho. Cà phê kho là đặc trưng ở đây luôn á. Đó. Khách này, người ta uống ngọt không chị? Không, khách không uống ngọt đâu. Có miền Tây nè. Bây giờ miền Tây thôi. Chứ còn khách nước ngoài này, khách như vậy uống đắng, đắng, đắng luôn. Vì cà phê chị là đắng lắm, uống thử, đắng lắm luôn. Tại vì nó kho, nó kẹo đó. Đó đắng lắm luôn. Rồi ai uống cà phê lạnh thì chị phải gót ra, chị để cho nó nguội luôn, chị bán cà phê lạnh, còn này là cà phê nóng. Thôi để riêng, vậy đó cà phê kho. Vậy là mình khuấy mình uống chứ. Khuấy uống uống thử rồi. Đắng lắm luôn, tại vì nó để cho nó sôi hoài, nó kẹo thôi nè. Cái này kêu cà phê ký á. Cô pha. Dạ, pha phim hay là pha dợm được không? Dợm đi. Pha dợm. Tại vì ngày xưa đó, cái người ta bán cà phê đen đó, cái người ta có cái phim, cái người ta để ở trên cái nồi nóng nóng gì nè, ta nói là cà phê kho, uống cà phê nóng á. Bây giờ ít có ai uống cà phê nóng, cái mình pha cái vợt cái mình để dưới gì nè. Để trên cái siêu á, mình để cái siêu á. Cô bán ở đây lâu chưa cô? Cô bán hồi đó, cô bán ngoài thơ, chứ cô bán về trong cái răng này là ba mấy năm rồi. Nó bán ngoài thơ ngoài xóm chài á, cái cỡ 20 năm, cỡ cái vô vô đây cỡ mười mấy gần mười mấy năm, là ba mấy năm. Cô sẽ bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Năm giờ mấy là cô đi rồi, đi lên đây là cỡ giờ này là cô bán, bắt đầu bán tới khoảng 10 giờ. Khách của mình là khách nào? Cô bán du lịch gì nè, rồi khoảng 9-10 giờ đó là cô bán ghe. Ghe đậu đó rồi mình chạy theo, cái mình chạy xuống cái mình cặp theo ghe mình bán như bí, ghe khoai rồi đó. Cái đó là mối bán hồi đó tới giờ. Còn như khách du lịch này là khách vãng lai, cái mình bán nhắc sáng gì nè nó đông á. Cái cô bán hơi, cái cô đi lấy đá, cái cô bỏ cho ghe. Dạ, cà phê của mình là khoảng dao động từ bao nhiêu tiền cô? Khách ly là khách du lịch 10.000, cà phê sữa thì 15. Dừa tươi thì 15, vậy đó.
cô bán mới có hai mấy năm mà. Bán hồi ly cà phê có 8 ngàn trăm tới giờ đó. Mình pha cà phê gì nè con, pha gì nè. Khi nó ấy mình đổ vô đây gì nè, cho nó lóng gì đặng nó trong cà phê để không thôi nó đục. Cái này á là kêu bằng cà phê kho á, là hồi xưa á nghe, hồi mười hai mấy năm về trước á, là ở đây nó có cái thùng khoét một lỗ gì nè. Con pha xong con mới để lên đây gì nè, cho nó sôi hoài người ta uống cà phê nóng. Còn bây giờ ở đây là nó kêu bằng cà phê kho, chứ không phải là kho là mình nấu. Chứ không phải là mình nấu cà phê là mình kho. Rồi bây giờ là cô gì cô pha gì cô để vô đây gì. Đó, chừng nào khách tây uống cà phê nóng á thì cô chế một miếng nước sôi vô cho nó nóng uống. Ở đây cô bán phơi đá, phơi sữa là 15 ngàn, đậu nành là cô bán 10 ngàn. À, cô cho con hỏi là khách người ta có hay order thêm đậu đổi không? Không, ít lắm. Ít đường không mà khách như con là ít đường thôi, chỉ dân của cô ở đây mới uống ngọt. Còn dân mấy con là uống lạc nhất là không uống ngọt không. Dạ sao người miền Tây ăn đồ ngọt uống đồ ngọt thì cô? Nó quen rồi. À, gì sữa nha. Bởi nhiều khi khách hỏi cô bán ngon không, cô đâu có biết được. Nhiều khi con đi nhiều nơi, con biết chỗ nào ngon, chỗ nào dở, còn cô chỉ có chỗ này thôi. Cái gì? Là con uống cái vụ được thì con uống nữa, còn không được thì con uống một ly thôi, chứ cô không có bảo đảm. Hiểu không? Tại vì con đi nhiều nơi, con biết chỗ nào ngon, chỗ nào dở. Hiểu không? Ngọt lắm. Uống sữa không phải để đường. Đây. Cô 5 giờ rưỡi cô mới chạy ra. Cô bán thấy mà miếng bớt khách là cô nghỉ. I love the coffee in Vietnam. I think it's really tasty. It's quite strong, but I'm from the U.S. and usually I drink espresso or like a latte. So, but I've had Vietnamese coffee that's made in the U.S. So I was exposed to it a little bit before coming here. Uống cà phê đi trên 20 năm rồi. Sáng thì đi tập thể dục thì đi uống cà phê, uống một cái đen như vậy đó. Đây là khách hàng nó quen ở đây rồi. Tại vì ở đây là một cái quán cà phê gia truyền của từ mẹ để lại cho con. Cái quán này có 5-60 năm rồi đó. Hồi chưa giải phóng tới bây giờ đó. Tùy thì tùy người. Nhưng mà cái ông chủ này ông biết ý của mỗi người hết trơn. Ông pha người nào uống ngọt, người nào uống đắng, người nào uống dừa dừa là ông biết hết trơn à. Tại vì khách quen mà. Quán này là xưa cùa của mẹ chồng chị. Chị là thế hệ thứ hai rồi. Mà lúc mẹ mới về đây bán là xưa là mẹ bán dưới chợ là 1970 mấy đó. Khi mà lên đây là 1980 nè, 79-80. Tới bây giờ là trên 40 năm rồi đó. Là chỉ bán mỗi cà phê vợt thôi. Người địa phương cũng có mà sinh viên cũng có, nói chung là đông lắm. Khách du lịch đó rồi người ta biết tới đó. Tại vì quán chị má bán từ hồi xưa tới bây giờ là mấy chục năm rồi. Cho nên người ta biết nhiều lắm. Biệt danh là cà phê bà Tư Điếc đó. Có chữ đó con thấy không? Cái đó là biệt danh của bà đó. Bán đắt quá là bà không nghe luôn. Nên là cà phê bà Tư Điếc đó. Ủa anh trả dữ vậy? Chừng nào sữa mới 13 ngàn. Cà phê đen có 10 à. Xưa mẹ chị là 5 giờ mới bán đó. Bây giờ là chị bán sớm rồi đó. Chị 4 sáng 4 giờ chiều.
Bây giờ nói chung là hồi lần thì đa số là ngồi đây. Bây giờ từ hồi mà dịch tới giờ đó phải mang về. Cho nên bây giờ chị chủ yếu là mà mang về nhiều. Cũng như khách giảng lai với khách thập phương đồ thì người ta uống xong người ta đi. Của chị rồi đó, lúc chị mới về đây là có 1,000 mấy á. Mà bây giờ lên 10,000 rồi đó. Tại vì 20 mấy năm rồi. Má bán trước là 20 năm rồi. Ngọt ngọt rạn rồi thì người ta lại người ta kêu, người ta ít đường thì mình đừng quậy. Còn ngọt thì mình vẫn phải quậy. Quậy sơ vài cái à. Tại vì chị xài đường rồi, chị phải cái đường của công ty. Đường kia nó chị xài ba cái đường tạp đó là không có xài được. Nó mất mùi cà phê chị hết. Nè ngon lắm, đặc trưng của miền Tây. Đặc trưng cà phê ở đây mà pha vợt em. Pha vợt nó đậm đặc lắm. Thường thì anh rảnh vào buổi sáng sớm là khoảng tầm 5 giờ mấy 6 giờ anh ghé rồi. Khi trưa buổi trưa anh rảnh anh đi mua đồ gì ngày nay anh cũng tấp vô đây. Ở đây thường buổi sáng thì anh uống cà phê nóng. Cà phê đen nè, đen nóng. Mình đi uống rồi cái về năm mình đi làm, mình quen rồi. Uống riết thì quen. Nó thơm, thơm mới ra nó thơm. Cái khẩu vị nó hợp. Cà phê vợt có nước hương ngọt ngào, cà phê đậm vừa phải, không quá gắt, vị dễ chịu y như tính cách hào sảng và thân thiện của người dân địa phương. Cô bán năm nay là cũng 40-50 năm rồi con. Cô bán hồi trước tiếp thu tới giờ là hồi năm 73 tới giờ đó con. 4 giờ cô bán rồi. 4 giờ cô bán tới 11 giờ cô nghỉ. Cái hương vị của mình là mình pha đậm hay pha nhạt cô ha? Đậm nhạt thì do nơi mình làm mà con. Tại vì đậm thì thường thường mình làm đồ đá đó uống nó ngon hơn cái đồ nóng. Đồ đá thì mình phải làm đậm đà nó uống nó mới ngon. 6 giờ 7 giờ là giờ cao điểm. Cơ quan đồ người ta mua nhiều lắm, mấy người người ta uống người ta mua về nhiều lắm. Cái tầm giá của mình dao động từ bao nhiêu tiền? Cao nhất là có 17,000 à, là cà phê sữa đó. Dạ. Ừ. Cái cà phê này của cô vẫn giữ cái nét truyền thống từ xưa nay hay? Kiểu từ xưa nay đó, chứ không có thay đổi. Thì hồi thời bà già bán tới giờ á, lúc trước là bà già bán rồi giờ bà già mất rồi. Là cô là đời thứ hai hả? À. Rồi cô có ý định là mà để cho con cái hay là? Không biết nó chịu bán hay không thôi à, không biết. Tại vì cái nghề này cực lắm. Với lại cô bán ở ngoài này nè cực lắm, mưa gió rồi cực lắm. 3 giờ cô thức rồi, ra tới đây là 3 giờ rưỡi. 3 rưỡi cái mình nấu nước đồ sắp xếp xong xuôi là 4 giờ là có nước bán. Là có khách luôn đó. Ủa cô ơi, con thấy là mình cơm ở trong cái ấm thì nó có khác gì với lại cái truyền thống? Tại vì cái này là mình bán nóng á. Mình bắt lên vậy là nó mình bán đồ nóng nó mới nóng cà phê được. Chứ mình không bắt lên gì là nó không có nóng cà phê. Ví dụ người ta uống cà phê sữa nóng ha, hoặc cái đen nóng là nó cà phê mình nó mới nóng, nó nằm trong siêu này nè là nó mới nóng. Còn ví dụ như mình gót ra đây á, là mình bán đồ đá. À, tụi em học trường Phan Ngọc Hiển, 15 tuổi ạ. Giờ khoảng 7 giờ rưỡi. Dạ. Có thể là chắc tại vì ngồi ngoài đây nó thoải mái, với lại nhìn buổi sáng nó có thể là chill hơn. Dạ em thấy đây là một cái văn hóa rất là đặc trưng. Dạ.
Mình là tên là Trương Minh Đăng. Mình ở Thế Lai của thành phố Cần Thơ. Quán của mình là tới ba người, là ba người bạn cùng nhau, là mình còn với hai người bạn nữa, là hợp tác với nhau để mà làm cái quán thì để bán buôn bán. Để lúc đầu thì ba người bạn chơi với nhau hồi xưa, thắng nhau hồi xưa, xong rồi muốn tìm cái gì đó chung với nhau. Thì mỗi người thì có mỗi cái công việc khác nhau, nhưng mà lâu quá gặp lại thì cũng không biết nói gì, toàn là nói chuyện xưa thôi. Nhưng mà muốn cùng nhau làm cái gì đó chung để mà có cái cộng tác với nhau. Ba người tìm một cái nơi mà yên tĩnh để mà vừa trồng rau vừa nuôi cá, làm cái này làm cái kia, rồi ăn uống với nhau, tận hưởng với nhau. Xong thì một thời gian thì cái có những người bạn với bên gia đình của ba bên thấy chỗ này đẹp quá, người ta muốn ra. Xong người ta ra, người ta hưởng rất là tốt. Thì sẵn đợt đó là sẵn gần Tết, thì bên phía bạn của mình là cũng có kinh doanh cà phê, thì thôi Tết thì mình mở cái này ra để mà mình phục vụ người dân ở đây, cho có cái gì vui vui đó, cho người ta giống như mình chia sẻ cái nơi này nè, mình thấy đẹp quá, thấy chiêu quá, mình muốn chia sẻ với mọi người dịp sẵn dịp Tết này, mình chia sẻ với họ. Thì khi mà lúc đó thì mình chỉ mướn một cái bên bờ thôi, mình bán rất là đông và không đủ để chỗ bán luôn. Thì xong ba người mới bàn lại với nhau thì mình mở rộng ra thêm, là để mình kinh doanh phục vụ cho mọi người. Thì nhờ là mình đăng cái clip lên trên mạng xã hội TikTok á, thì được mọi người hưởng ứng, lúc đó nhiều người biết tới hơn. Như theo mình nghĩ á, thì nó là chỗ mình chiêu thì nó được cái là nó xa đường lộ, xe cộ, với mà không có khói bụi, nó trong lành. Một cánh đồng ruộng bát ngát thì khi mà mình nhìn ra thì mình có sự thư giãn. Chiều thì có hoàng hôn, với mà cây cối hoa lá thì nó sẽ làm cho mình hòa quyện với thiên nhiên, đỡ bị stress. Quán mình mở từ lúc mà 8 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm. Ở đây là tao uống rất là ngọt. Bình thường là ngọt so với bình thường. Nếu mà người ta kêu ly cà phê là mình chắc chắn mình sẽ làm cà phê ngọt. Còn mà người ta muốn ít đường thì người ta phải dặn là cà phê ít đường hoặc là không đường. Còn mà cà phê mà bình thường người ta xác định mà kêu là chắc chắn là ngọt. Lúc trước là mình mở quán ra bán thời gian rồi, nhưng mà do cái bờ mình thấp, cái mùa nước năm rồi nó cao quá, cái nó ngập hết trơn cái quán luôn. Cá anh nuôi là nó ra ngoài hết trơn luôn. Rồi xong là cỏ trồng, cây cối hoa lá trồng đều chết hết. Mà sình bùng không là mình phải đóng cửa thời gian khá dài, là tầm khoảng 3 tháng. Thì khi mà 3 tháng qua thì nó hoang tàn hết. Nhưng mà đợt đó thì cố gắng giữ cá lại thì mình phải đi gào lưới xung quanh quán mình. Rồi mình đặt máy để mình bơm nước ra, để mà mình cứu được cái cây nào đó thì mình cứu. Tại mình trồng mình tiếc lắm, trồng cái cây nào là mình có cái tình cảm nó hết trơn. Rồi chó nuôi thì nó ướt nhẹp mà phải kê bàn lên cho nó nằm nó ngủ. Rồi nó tối nó đi rồi nó ướt nhẹp, rồi nó bệnh, nó run cầm cặp, mình nhìn cũng sốc. Mình thì sao chứ. Rồi cây cối rồi mình thấy buồn, tiếc. Mình làm được cái gì đó cho cái quê hương mình, cho mọi người có cái nơi nào tốt nhất để mà tận hưởng cái mô hình tận hưởng của mình luôn. Thấy mọi người thích là mọi người vui là mình vui. Cái đặc điểm mà anh thích của quán khách của mình đó là người ta thoải mái, người ta vui vẻ lắm. Nhiều khi vô đây câu, nhiều khi nói câu cá nuôi câu thoải mái luôn. Rồi câu nhiêu là lấy về, nó lấy về nhiêu đi, không có tính tiền, không có tính phí gì hết á. Nhiều khi đâu phải khách lợi là nước ngon rồi cảnh đẹp đâu. Nhiều khi ta muốn đi nơi nào đó để người ta đừng bị stress, người ta bị áp lực gia đình hay là công việc hay là bạn bè,
Thì khi người ta muốn một cái nơi nào đó để người ta thoải mái, vui vẻ, người ta quên đi cái đó. Khi vô mà vui, khi về vui nữa là tụi mình thành công rồi. Mới có mấy khách của mình á là mình cho cá rồi đó. Nhưng mà tới lúc mà cái mùa mà nhà họ trồng dưa hấu đi thì chắc chắn là người ta sẽ đem tới trái dưa hấu. Cái bạn đó đem trái dưa hấu mà rất là ngon luôn. Nói chung là nhà ai có gì đó là người ta đem ta cho nó được quay trở lại. Anh là Quốc Anh, là co-founder của cà phê Nhà Phạm. Thì cà phê Nhà Phạm nằm ở tại Cần Thơ, đường số 3 khuôn viên cán bộ Đại học Cần Thơ. Tại một cái xung quanh mình toàn là gạch đá xi măng không à, một cái nơi mà tấp nập con người đi lại đi làm thành phố, thì người ta luôn muốn tìm ra cái cảm xúc, những cái ký ức của mình lại. Thì anh mới tìm một cái concept như thế này. Thì đương nhiên mình mở quán cà phê, quán nước thì đương nhiên mình phải chỉnh chu về vấn đề thức uống. Tại vì nếu đẹp là một chuyện, nhưng khách ngồi mà mình làm đúng dở quá thì họ chỉ đến một lần để check in. Thì nếu mình làm đúng về cái hương vị phù hợp với từng cá nhân, từng độ tuổi thì họ sẽ quay lại vì cái hương, tức là cái sản phẩm nhiều hơn là cái không gian. Hiện tại anh chỉ chọn vài dòng cà phê thôi, nhưng mà để nó phù hợp hơn thì anh cũng đang cân đối rất là nhiều sản phẩm, nên tùy vào cái cà phê cũng như là vào hương vị của từng cá nhân. Tại vì như người trẻ họ có cái khẩu vị khác, người lớn tuổi họ có khẩu vị khác, chứ mình không thể nào chiều theo từng mỗi người được, mà mình luôn cải thiện và phát triển từng thời điểm để giúp cho cái sản phẩm mình luôn tốt hơn, chứ không phải dừng tại một chỗ. Hiện tại thì anh thấy cái phần lớn, chứ anh không là nói hết, thì là cái giới trẻ hiện tại họ khách hàng thích về hương vị ngọt và béo hơn. Còn miền Tây của mình là lúc nào cũng vậy, về hương vị cà phê lẫn ăn uống thì họ thích về đậm đà, về ngọt, về tức là những cái món mà cầu kỳ tí, hương vị là nhiều hương vị tí họ lại thích hơn. Thì anh đã từ thời điểm ban đầu anh đã xác định là mình tạo một cái nơi để người khác đến đây họ có một cái cảm giác dễ chịu nhất, những cái trải nghiệm tốt nhất, thì mình mới đặt cái tâm mình vào đó. Tại sao mình đi tới những quán khác, mình muốn được trải nghiệm tốt nhất, mà mình khách hàng đến quán mình, tại sao mình không làm đó, đúng không? Thì anh sẽ tập trung phát triển từng tới những việc nhỏ nhất, từ cái tâm cho mình những việc cơ bản nhất, thì tự nhiên cái tổng thể của một cái quán cũng như về không gian, sản phẩm hay là dịch vụ mình sẽ đáp ứng được. Hiện tại anh đang có các món sử dụng như là nâu hạnh nhân, cà phê muối, trà sen, cũng như là ba ke hạnh nhân là sử dụng kem. Cái đó thì anh nghĩ là do cái cà phê mình chọn, chứ không phải là do vùng miền. Giống như cái cà phê mình nó có cái hương vị nào thì mình lớp kem của mình không thể làm mặn hay làm ngọt, mình nó không được quyết định chuyện đó, mà nó phải hương vị của kem phải quyết định theo cà phê, nó mới sẽ đi, nó mới hòa hợp được. Về ở miền Tây thì cà phê người ta mới phát sinh ra là cà phê giảo, tại vì người ta thích uống nhẹ có vị cà phê hơn là thuần tí để uống cà phê để cảm nhận về nó, nên mình mới có những sự phát triển về cà phê sữa cũng như là phát triển về cà phê muối để làm nó nhạt đi cái vị cà phê, nó tăng đi cái vị béo cũng như cái vị ngọt. Đấy. Là để cà phê dễ uống hơn, chứ không muốn cà phê thuần tí là cà phê đen. Chắc là người miền Tây dễ thương, ngọt ngào nên chắc sẽ uống đồ ngọt. Thực ra thì xét về bản thân anh thấy, cái khâu khó nhất vẫn là khâu về sản phẩm mình đang bán. Mà sản phẩm thì anh nói là cái nước, tức là cái vấn đề mình đang bán ra cái nước. Thì cái thức uống, cái nhu cầu con người họ, tức là mình phải làm sao nó phải giữ lúc nào cũng phải là chất lượng nhất, rồi làm cách nào để làm hài lòng nhiều người nhất. Và cái đó thì cái nhu cầu con người càng ngày càng phát triển thì mình không thể dừng lại tại đó, mà mình cũng phải đi theo, hoặc là mình cố gắng đi trước thì cái đó nó hơi khó, nó hơi vượt qua, nhưng mình cũng sẽ cố gắng để làm chuyện đó. Thì đó một trong những cái anh rất là quan tâm. Thì nguyên liệu nó là cái quyết định được cái hương vị của cái nước sản phẩm mình đang bán ra, nên nhiều khi khách hàng thay đổi mình cũng phải thay đổi. Thì mình cũng sẽ hàng ngày mình cũng phải xem, hàng tuần, hàng tháng, rồi hàng năm nếu mà đi đường dài. Tại vì khi làm cái mình phải tính tới đường dài chứ không ai làm ngắn cả. Thì mình phải xem cái xu hướng trong tương lai họ là gì. Thì có phải chăng người miền Tây mình sẽ đổi khẩu vị, hay là sẽ dẫn vị cái vị ngọt mà miền Tây mình sẽ chèn lên Sài Gòn là phải uống ngọt. Đấy, mình sẽ định hướng trước những việc đó và mình phải chuẩn bị. Thì nó sẽ lúc nào cũng sẽ tốt hơn.
lý của cửa hàng Amabu Cà Phê số 16 Nguyễn Thái Học, phường Tân An, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Cửa hàng của mình đã hoạt động trong nghề được 10 năm. Gu cà phê ở bên cửa hàng hầu như là gu đậm, tại vì khu vực miền Nam mình, mọi người ở đây họ thích gu đậm hơn. Và phân khúc khách hàng thì hầu như là cửa hàng rất là đa dạng khách hàng và không tập trung vào một đối tượng nào khác, và ai cũng có thể sử dụng được cà phê từ ở bên mình. Cái khoảng thời gian đầu Amabu hầu như là tiên phong về phần cà phê máy ở Cần Thơ. Nhưng mà khoảng thời gian đầu đó thì họ tiếp nhận, khách hàng tiếp nhận rất là khó. Mình cửa hàng cũng rất là chật vật đối với cái vấn đề mà mình phải truyền tải cái cách sử dụng cà phê máy và cách thưởng thức cà phê máy đối với khách hàng. Nhưng mà dần về sau thì theo một cái xu hướng trend và họ đã dần quen được với cái cảm giác của cà phê máy, thì họ gần đây họ rất là chuộng và hầu như là cà phê phin đang được giảm xuống. Phong vị dịu êm ngọt bùi của cà phê miền Tây không chỉ tìm thấy từ câu chuyện văn hóa từ lâu đời, nó còn được tiếp tục phát triển và xuất hiện len lỏi trong sự tươi mới và trẻ trung của thời đại. Rong chơi ở Tây Đô, ta sẽ dễ dàng nhận thấy hàng quán cà phê mọc lên ngày càng nhiều với những menu đồ uống đa dạng và hợp xu hướng. Mỗi một thức uống ấy đều có riêng cho mình những câu chuyện dễ thương, đáng để trải nghiệm và tận hưởng.